chất lượng hàng hóa tại Nhật đây. Mọi người, mình thì đang đi xem chất lượng hàng hóa tại Nhật. Hiện tại Nhật thì mùa đông cũng đang qua nên mình đang xem hàng mùa đông á, đang tới á. Mình hàng ngày thì ngày sắm mới và đẹp các bạn ạ. Đây này, đây thì được thu gom từ các nhà máy, cửa hàng và người dân. Đây, thế và mình sẽ đem những cái hàng chất lượng nhất ở đây về Campuchia, về bên mình sẽ bán cho các khách hàng. Nếu khách hàng nào mà xỉ vấn lẻ cần liên hệ thì gọi ngay đến số hotline của phía bên docitina.com ha, 0868 966 679. Hàng nhiều vô kể cả kệ giấy và nhựa.